thì như là em bật đèn xanh với ổng luôn á, tại vì thấy ổng không nói gì với em trơn á. Em kêu mà ông này trong cái quán này là ổng đẹp trai nhất nữa, mà tính em thì mê trai đẹp, cái là em sợ là mình không nói lỡ người khác mà thích ổng. Tiên em xin phép chào quý vị khán giả và chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ, em xin tự giới thiệu là em là Ngô Tuấn Anh, năm nay 25 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên bán hàng. Rồi còn em? Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Trần Nhã Thi, em sinh năm 1993 và hiện tại em đang làm nhân viên kế toán ở Biên Hòa. Em có em bé chưa? Dạ em có một em bé 29 tháng rồi. Hai em coi như là kể cho anh nghe đi, lần đầu tiên các em gặp nhau như thế nào và ai là người chủ động theo đuổi người kia? Dạ lần đầu tiên mà em gặp chồng em á là ở một cái quán búp, quán như quán bar vậy anh. Nhưng mà nó là búp, nó là quán nhỏ hơn nè. Sao gặp ở đó? Em đi bar hả? Dạ không phải đi bar đâu chị ạ. Có nghĩa là hồi đó là hồi sinh viên á. Rồi em cũng mới đi xin việc làm thêm thì lúc đó là ngày đầu tiên là training. Thì lúc mà vô thì là cũng có chồng em trong cái nhóm training đó. Nhưng mà lần đầu tiên thì thật sự em không biết anh này, không ấn tượng gì hết. Còn Tuấn Anh thì sao? Lúc đó là em đang đi làm chưa vui thôi, đi theo một người anh là xin vô vị trí là làm part time rồi làm thêm. Thì trong quá trình đi làm đó thì cũng vô làm chung rồi cũng làm thời gian chung với nhau luôn. Sau thời gian làm chung thì thấy cũng nhanh nhẹn, rồi cũng nhiều cái mình thấy cũng dễ thương. Mình thấy ấn tượng là mình xin số điện thoại, sau đó là bắt đầu mình mới nhắn tin. Nhưng mà là em lại xin nhầm số của người ta, không phải là Thi mà là tên Thắm. Thì em mới nhắn tin là Thắm ơi, lúc đó em chưa biết tên Thi, em kêu Thắm ơi, em giờ này em ngủ chưa? Cái xong đó em ngủ rồi, cho hỏi ai vậy? Cái em nói hiện tại là anh là làm chung á, anh thấy em dễ thương quá thì anh xin số điện thoại. Cái ngày mai lên em hỏi, em đi hỏi dò Thắm là ai, trời ơi không phải, em nhìn là hóa ra là không phải là Thắm mà là tên Thi. Mà chết cha rồi anh ơi, em xin lộn số rồi, không phải đâu, trời ơi. Nhưng mà cuối cùng rồi khi nào hai đứa mới có ấn tượng với nhau? Dạ cái ấn tượng của em á là lần đầu tiên là được anh quản lý là cho hai đứa chụp chung một cái bàn khách. Thì là trong cái cuộc chụp bàn đó là chồng em là anh Tuấn Anh đó là làm hết các công việc luôn, rất là nhanh nhẹn phục vụ cho khách rồi làm hết. Trong buổi chụp đó em chỉ đứng em chơi thôi, chơi thôi. Dạ, chơi em lãnh tiền thôi đó phải không? Dạ đúng rồi. Mà vậy mà cuối cùng là cái tiền tiếp bill á, bill bao nhiêu là anh cho em hết luôn. Mà vợ em cũng mắc cười lắm, cũng sòng phẳng. Ngày mai là coi như toàn đi mua cho em là một cái Pavarotti với lại một ly cà phê. Rồi em nghĩ trời, từ nhỏ lớn rồi con gái em mua cái cho em là không có đâu, thật em tính là không có. Cái em thấy là rồi ghi điểm rồi đây, thấy thích từ đây, thấy con gái mà sao tính con trai quá. Một thời gian sau là vợ em mới rủ em đi nhậu. Em tính em thì cũng như con trai vậy đó, thích thì có thể là thích rồi mình nói mình thích rồi mình tỏ tình gì đó. Thì nói chung là em cái người gọi là chủ động với ảnh. Cái hôm đó thì em mới nói là anh rảnh không, em đang buồn quá, đi về phòng em nhậu đi. Nghĩa là em rủ chơi chơi vậy thôi. Thì ông này là ok, về liền. Thì sau ca trực là 2 giờ sáng, thì đêm đó là từ xa là thấy là xách 5 lon bia và một ít mồi để đi về phòng em nhậu. Thì trong cái cục mà nói chuyện thì hai đứa thì cũng nói chuyện lành mạnh thôi, cũng nhậu được 5 lon rồi, cũng nói chuyện kể về gia đình của nhau á chị. Xong rồi ổng muốn có 2 lon, ổng xỉn mất tiêu. Em chưa xỉn mà ổng đã xỉn mất tiêu rồi, không khai thác được gì thêm. Dạ đúng rồi. Thì nói chung là tại vì em cũng có thích ổng thì như là em bật đèn xanh với ổng luôn á, tại vì thấy ổng không nói gì với em trơn á. Em kêu mà ông này trong cái quán này là ổng đẹp trai nhất nữa, mà tính em thì mê trai đẹp, khổ vậy chứ chị. Cái là em sợ là mình không nói lỡ người khác mình thích ổng rồi này nọ mất đó. Rồi sao đúng rồi, mất rồi sao rồi, em quyết định là em gửi về phòng luôn. Các em là làm thường xuyên trong cái, có như là khi mà yêu nhau rồi đó thì còn làm ở trong pub nữa không? Dạ khi mà tụi còn em làm chung với nhau đâu. Dạ tụi em quen nhau thì anh này kêu em nghỉ. Dạ anh kêu là môi trường này phức tạp quá thôi em nghĩ, mà lúc đó nhưng em... mà anh vẫn tiếp tục làm. Dạ đúng rồi. Vậy thì anh làm trong cái môi trường đó, anh không cho em làm, vậy thì em có ghen không? Em không ghen, nhưng mà 2 tuần sau kênh nghỉ luôn với em. Ôi vậy chắc đâu có ghen đâu ha. Mà trong quá trình hai đứa yêu nhau thì có bao giờ mà em ghen bạn này chưa? Dạ nhiều lắm chị. Ghen cái gì? Em ghen với những người bạn của ảnh, những mối quan hệ của ảnh. Có nghĩa là chồng em là một người rất là vô tư vô tâm. Tính của em á, thì khi là quen một người thì giống như là mình đi chơi một bữa tiệc á chị, là chụp hình thì bản thân em nè là không bao giờ đứng chụp hình gần những cái bạn nam. Nói chung là em không thích. Em kêu là thèm một nhóm chụp vậy đó, nhưng mà mình sẽ xen vô những người bạn nữ chứ không thích chụp gần những bạn nam. Còn chồng em thì khác, đi đám cưới hay đi bất cứ những cái buổi tiệc nào là cứ cái số hình là có gái là đứng vô, đứng vô giữa. Dạ đúng rồi, khoác vai ôm em làm xả láng luôn. Là chồng em á? Dạ. Có nào cãi vã mém chia tay luôn không? Chỉ vì cái chuyện đó. Chia tay rất là nhiều lần luôn á anh chị. Dạ, có người nào ghen mà ghen với con gái, có người nào mà em xả láng coi như là cặp cổ con trai rồi cũng ghen với con trai luôn không? Thôi cái này khỏi nói luôn anh. Trời ơi, con trai cũng ghen mà con gái cũng ghen, em không hiểu cái ghen cái kiểu gì luôn á. Ghen với con trai là kỳ lắm á. Thì đó, và em cũng hỏi là vợ ơi sao lại ghen anh như vậy kia.
Vợ, tại vợ em là có cái tính sở hữu khá cao. Tại vì khi là của vợ em á, bất cứ một thứ gì của vợ em là vợ em không muốn chia sẻ bất cứ cho ai. Còn tính em thì nói thẳng ra thì cũng hòa đồng với vô tư nhiều thứ lắm. Nên là đi ra ngoài cuộc sống em tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau. Nên là vợ em thì không có hiểu được vấn đề đó, thì mình đâm ra hiểu lầm thôi. Chứ thực tế cũng không có vấn đề quá to tát. Em kể thử lần vợ em ghen với anh trai nghe chơi thôi. Cái này thì em nhân tiện em xin kể là em có một người bạn thân thì cũng chơi từ hồi học lớp 6 đến giờ, hồi học lớp 2 á. Thì đến khi cấp 3, đám cưới của em thì bạn em đi bộ đội thì cũng về tham dự gì đó. Thì tại thực tế bạn em không về được. Nhưng mà vì đám cưới bạn thân nên thôi xin phép về, thì em cũng bất ngờ, cũng cảm động. Thì đến khi mà chia tay rồi á, khi bạn em về đơn vị á, thì hai bạn bè với nhau thì chỉ là ôm nhau thôi. Thì mang tính chất là bằng hữu thôi chứ không có. Nhưng mà vợ em lại suy nghĩ kiểu khác. Trời ơi, đàn ông đàn ái gì đâu mà trời ơi, ôm nhau thiên hạ người ta có thì sao anh. Thì anh nói, sao đâu, trời em con thấy quá à. Nên vợ em nói em không thích điều vậy đâu. Thì rồi bắt đầu từ đó đi là em cũng hạn chế tất cả các mối quan hệ ngoài xã hội, từ con gái đến con trai bớt lại để vợ em bạn ghen hết luôn. Cái cách ôm với lại là cái kiểu ôm á là nó khác nhau. Vì mình ôm bình thường, kể cả trai gái mà một cái ôm đúng nghĩa đó thì không ai ghen hết trơn á. Nó có những cái tình bạn rất là ngộ. Mỗi người họ có một cái cách sống và một cái cảm xúc với cuộc đời với lại những người xung quanh khác nhau. Dạ đúng rồi. Em hiểu không? Thành ra mình không thể gọi là mình không thể bắt chồng định hướng theo cái cách của mình được. Đó, tụi em phải nhớ rằng làm gì làm tụi em là hai cá thể khác nhau. Cho nên chị biết chắc chắn là hai đứa em lấy nhau rồi cãi lộn rất nhiều đúng không? Bởi vì hai cái cá tính này nó chưa thể nào mà nó mix vô được. Bây giờ lấy nhau rồi nè, cái chuyện mà gọi là vỡ mộng sau hôn nhân là cái gì nè? Cái tật xấu của anh là gì? Đó. Tật xấu của anh là lề mề, chậm chẹp lắm. Giống như là ví dụ em kêu là anh ơi anh rửa chén giúp em đi, để chút xíu anh rửa cho. Mà cái chút xíu của anh á thì thời gian đó thay vì mình rửa xong cái chén thì mình có thể mình coi tivi, mình chơi game. Không, chơi game nằm nghỉ ngơi đã rồi đó, rồi mới rửa chén mà có khi là không rửa luôn. Nằm chơi mệt quá ngủ không rửa luôn. Lề mề. Dạ rồi. Đúng rồi, mà em thì muốn làm liền. Còn ổng là cứ đợi chút vậy. Có hay đi nhậu mà về trễ không? Dạ, có một cái lần về trễ nhất luôn là gần 12 giờ đêm. Có nghĩa là hôm đó là anh nhắn tin cho em là em ơi, hôm nay anh nhậu 8 giờ anh về nha. Mà tới 8 giờ em thấy anh về, nhưng mà em cũng không nhắn tin, không gọi điện. Em đợi coi anh về đúng giờ hay là không. Không, 9 giờ vẫn chưa về, 10 giờ vẫn chưa về. Lúc đó là trong người em nổi điên rồi. Tới 11 giờ, 12 giờ mới lết xét về gọi cửa. Em đâu có mở cửa đâu, mà anh gọi hoài đứng ngoài nửa tiếng. Đứng ở ngoài trước cửa nhà em là nửa tiếng luôn. Thế khi mà em mở cửa ra, em làm gì? Trời, manh động lắm anh ơi, vợ em manh động lắm. Em xin chia sẻ là ngày xưa vợ em cũng có gọi là cũng đai đen taekwondo. Đó là thôi. Đai đen taekwondo. Nhưng mà em chưa bao giờ em vứt nó mày hết. Vậy hả? Bây giờ tật xấu của vợ luôn đi, sẵn đang ngon đó. Miệng nè, ngon miệng kể tật luôn. Tật xấu của ấy là gì? Trời ơi, vợ em thì giống như thay vì ngày xưa mà thay làm kế toán thì qua bên cải lương là em vẫn thích hơn. Tại vì ngày nào không ca hết á. Ca cái chuyện coi như em thấy nó cũng như kiểu trên sao á, em cũng thôi. Nhiều khi em không muốn về sớm luôn. Nói chết cha là kiểu này về cái chuyện bị nói nữa, không nói chuyện nhỏ thì cũng nói chuyện to. Thôi thì cứ giờ đó về đi. Là coi như có những lúc mà bà buồn coi như là bà cái gì không vui trong lòng là coi như là bà xả ra. Nói anh ngồi đó đi, anh đừng có ngủ. Mà cuối cùng hồi em ngủ mất tiêu. Càm ràm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ còn ghen không? Đến tận bây giờ các chị em trong công ty em kêu cứ suốt ngày cứ đứng sát sát em kêu chụp hình lén em không à. Hỏi là chụp hình lén em làm gì, kêu tao sẽ gửi cho vợ mày nếu mày không nghe lời tao. Em hù đó không? Dạ hù em, là cuối cùng là cái việc gì nhờ em cũng phải làm. Nhưng mà em về em có nói cho vợ em nghe không? Sau đó em kêu tình hình là anh đi là giống như ngôi sao vậy em, chắc hay là anh chuyển công ty đi chứ giờ nhiều người thích anh quá em ơi. Cái vợ em nói ai thích nói nghe coi để em giải quyết liền. Cái sao nó không có đâu, người ta giỡn thôi à. Rồi bây giờ thì em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Hiện tại thì vợ em cũng khá là hoàn hảo, cũng chu toàn nhiều thứ. Thì chỉ có mỗi nóng tính quá, đâm ra nhiều cái bớt phát ngôn rồi từ hành động nhiều cái nó vượt quá giới hạn. Nên là em cũng hy vọng là thay đổi cái tính nóng tính đó. Còn em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ em thì một năm sau khi cưới á, thì là anh có những cái tính mà em không thích. Nhưng mà bây giờ là sau 2 năm thì cảm thấy anh rất là ổn rồi chị. Em chỉ mong muốn là anh bớt chậm lại. Nghĩa là làm cái gì cũng phải làm nhanh một chút. Bây giờ chị nói nè, riêng cái cặp của em nha, phải giảm bớt cái cầu toàn lại. Thực sự mình không thể nào đòi hỏi cái người đồng hành với mình, cái người chồng của mình là mình được. Mình là mình, chồng mình là chồng mình. Vấn đề của tụi em ở đây á, là phải biết dung hòa những cái cá tính nó thuộc về bản chất ngoài ý muốn của chồng mình á. Mình phải hiểu được cái điều đó để mình giữ chồng mình, chấp nhận và tôn trọng những gì chồng mình đã có, đang có và sắp có. Em hiểu chị không? Nó giống như cái bình á, mình có quyền xê dịch, mình có quyền để theo ý mình, nhưng mình phải biết cách. Tại vì mình để meo chút xíu là nó đổ, nó bể.
hiểu chưa? Dạ. Xin cảm ơn hai em, dạ, em nha. Anh chị. Chúc hai em sẽ hạnh phúc như thế này nha. Rồi chào em. Từ ở trong bước ra anh tưởng đâu trong đó nó có tấm gương. Chị cũng hết hồn, chị tưởng là gần pin nó tham gia vợ chồng son luôn á. Nó nghe nè, sáng nay mới cạo đúng không? Anh cũng mới cạo luôn. Hai anh em mình được cái bóng lưỡng. À, rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm. Rồi. Năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Trẻ hơn số tuổi. À, cảm ơn anh. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? Em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Nhóm hát. Và em đánh DJ thêm. Vậy à, có chơi DJ nữa hả? Dạ. Ủa em hát nhóm nào vậy? Giới em thiệu luôn nhóm, đi. Em hát nhóm The Queen. The Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm. Dạ. Đó nghe The Queen. Rồi mời ông xã. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Dạ, hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Dạ. Cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống là sự nghiệp của một anh quản lý đó. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Sao? Dạ. Thì quản lý xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ không. Duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh là nhóm Trendy Girls. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian thì em mới làm nhóm mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào không em? Không. Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai. Thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa. Tại chị một chỉ có hay kêu anh đoán lắm. Không. Khoái cười. Mỗi khoái cười chứ nổi đâu. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết. Người ta cũng trúng một lâu lâu cũng trúng miếng. Rồi bây giờ thôi nè. Bây giờ thôi vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Đó, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ, là trước khi mà em biết ảnh á, là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Đó, em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Và lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật, chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ, ảnh làm bên cơ quan nhà nước. Rồi. Sau đó thì tụi em mới biết nhau, thì thông qua chị thôi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? Nếu mà tính ra là cũng 14-15 năm. Nhưng mà cái khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh. Xinh nhưng mà bằng bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? Nói thiệt. Thiệt không bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm, chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh, là em thích liền không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái chưa duyên tới thôi chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chỉ biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Đâu, hồi xưa là hot boy anh. Hot boy. Còn em sao em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc. Nói chung là em gặp anh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ bảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng là an tâm đúng không? Đúng rồi. Mình, dạ đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh á là nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của anh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa, nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự, nói chuyện cũng rất là dễ thương, nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm thấy em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp anh cách đây là mười mấy năm? Lúc đó em học lớp 10, lớp 11. À giờ chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Đúng rồi. Nó có một cái gì đó mà cái tâm tính nó kỳ mưa nắng kỳ cục nó mưa nắng lắm mà nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích. Hiểu không? Hiểu không? Em có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã đó, nó cũng đổ đó. Nhưng mà nó xạo xạo, nó làm bộ, nó chứng tỏ ra đây là ức. Có không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Nghĩ hả? Rồi sao quen? Nói chung là tại vì
lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Ủa vậy? Mà cuối cùng á người ta không có dính. Mà không dính. Mà dính đâu. Chà, lý do gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó láo láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im im nó lại là dạ, chú ý rồi. Dạ đúng rồi, cố tình im để cho mình chú ý. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy anh mấy đứa em á rủ đi đi chùa, đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi. Mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn. Có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói thôi mệt quá, giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Chứng giám đó. Vừa ra xong là coi như là dạ, quen luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi, thử coi làm sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đầu không? Còn anh. Còn giấu em á. Nhưng mà có cái như vậy, như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu, như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn? Có không? Không chị, tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường, nhưng mà những bạn gái cũ á hay nhắn tin rồi rủ đi ăn sáng thì nào. Cái vô tình em phát hiện thì em mới biết chứ đâu em đâu biết là ổng có bạn gái trước hay này nọ. Cái xong em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này lại thấy tin nhắn rồi bà cũng gọi. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Dứt luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt khoát luôn. Dạ. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ, hay là có những lúc nào mà hờn chia tay không? Nhau không? Đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nó không thì không ai tin đâu. Dạ. Có giận. Dạ. Ai là người ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh hoặc là anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. 2 tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào rồi anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà, thì ca sĩ này nọ kia lên tập. Thì cũng là đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại. Thì xong rồi em lại ghen ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh rồi sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt. Nhưng mà tới lúc mà ảnh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với người bên kia đi. Tội để... không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy, lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Nhưng mà ở đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á thì em thấy là thôi mình phải như thế nào phải rõ ràng. Đó thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó, thì ổng nào quyết định ổng chọn em thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi không chọn anh. Rồi vậy mà bến bao lâu thì, tại vì lúc đó là em còn, thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ đúng còn không? Nhỏ thì, nhưng mà dạ. Gia đình có biết nhau không? Dạ, đến bao lâu rảnh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như sợ, vậy chắc chắn anh không dám đến sợ bị ảnh hưởng tới việc học hành. Cho nên la dữ lắm, không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó.
đó, cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Giống như ở rể trước như nhà của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ có. Ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Chắc ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, hai năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Đó, cái nói cái bài em nghe, cái bài em mới kêu ổng ra nói ừ con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi tự nhiên lại bớt bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba, ừ ba ơi con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba. Cái xong mới qua hỏi cưới. Lúc em nhắn tin nói với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà đội đàn ông 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Dạ. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Dạ. Nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Rồi ba em cũng nhắn đầu tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Rồi khi mà qua thì gặp ông nội bên này, ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ô vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà về em về gặp ba đó. Rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính á, lúc ba gặp em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ở nhà mới nói cũng được. Vậy hả? Chắc cũng nhờ chị đó, coi như là cây cao bóng cả của chị đó vô rồi. Bởi vì gia đình là ưng liền đó. Chung là cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời 22 tuổi chưa giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp lúc đó còn chưa có cái gì, thành ra là với mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, các em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Vậy chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Tại đi cũng một năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng 8. Vậy là sao? Ủa gì có đám cưới đâu? Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Về được có 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày tính luôn ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa đúng không? Lúc đó chắc em 19-20 hả? Dạ tính ra là 19. 19 à đúng không? Rồi, như vậy khóc đến nay không? Là khóc dữ không? Dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á, thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình đó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Hồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Ủa em, tới bây giờ là các em cưới nhau được là mười mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13. 13 năm anh. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn rồi. Em về là con em xuất ngũ là con em được 3-4 tháng gì đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng cả tháng trời. Thì đó. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát pháo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng không? Ừ. Ở các em còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm đó đúng không? Người nấy kinh nghiệm. Sao Đạt? Nói thôi em cũng đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà.
Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày cưới đúng không? Dạ. À. Thì bởi vậy mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi, lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi, rồi rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc. Nói chung luôn. Là có chắc trong luôn. Trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Ừ. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ, mười mấy năm rồi chứ đâu phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong trường hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Ồ, mới đây 8-9 năm. Dạ rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó. Mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero á chị. Nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được. Cái cuối cùng thì không quản lý. Đó thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia vậy nọ. Rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện, tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nó giấu. Run rẩy lắm, run rẩy lắm. Không dám đưa, tới tối em gần. Em chôm cái điện thoại để em coi sao mà có ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đó, cái xong em gần, mà gần không được. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại. Rồi, em nói chắc chắn là có chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có. Đó, cái xong mà em chụp đại vậy mà dính. Hỏi thẳng luôn, hỏi em mà dính. Đó, rồi xong em mới phát hiện ra. Đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết. Cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại, rồi ngủ ăn. Thì mưa nắng chút đỉnh đúng thôi. Rồi, đúng rồi chị. Là đó, lại phát hiện ra. Là xong, bạn này thôi đó. Dạ, xong rồi em kêu, em nói chuyện với ba mẹ. Em được cái là có gì em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết. Em không có tự giải quyết mình. Rồi sao có chơi, rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không. Tại vì lúc đó cũng lớn rồi. Em không có cái cư xử đó nữa. Còn cái lúc kia là còn không? Nhỏ. Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa. Mình phải suy nghĩ cho con mình. Lúc đó em sao Đạt? Có năn nỉ, có giải thích hồi gì hồn, không? Sợ hãi không? Có sợ gãy đổ không? Có năn nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không được vậy. Mày được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao? Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa. Hứa chứ cửu quyền thất tổ. Dạ. Là cái đó là không có chối được. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Rồi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em ơi. Kia đi. Cái đại hội vạch mặt đi. Em biết cái vụ đó không? Vụ đó là cái vụ ăn tiền nữa. Cho Đạt nói trước đi. Đạt sao em? Nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà. Em hiền. 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy. Có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Tật xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm. Dở về nấu nướng, giặt giũ, tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở lắm. Là không biết làm không gì biết hết nấu sao? Luôn, không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Trời, hai món khó quá em. Không, chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm. Cái con em nói cho mẹ rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Cái mà ngoại hỏi mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ hai lần luôn á. Trời ơi. Rửa được tới hai lần trong 13 năm đó, ghê thiệt chứ. À, quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Nè, rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà em làm hết cho anh. Tính mà tình còn thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Dữ lắm. Dữ thì mới giữ được em đó, đúng không? Cực dữ. Cỡ nào đâu em? Nó dữ là dữ như thế nào? Cực dữ. Chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục, ví dụ như em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao? Em có phản ứng không hay là im lặng? Em im à. Em im xong nghe rồi em bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là đó. Nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa về ăn cơm là xong rồi. Còn gì nữa không?
không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không? Nói chung là kiểu ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai đó không? Nhai nói nhiều đó. Có nhai là chuyện cũ không em? Dạ không, không, không. À, được anh. Nhưng mà cái đó được á. Dạ. Sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. À. Rồi tới em đó. Không mà nhiều lắm. Tại vì á, em thì không thích nhậu nhẹt mà tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao để kiếm show cho ngoại em giao đúng rộng, dạ đúng rồi. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao sao cho mình biết. Này không, đó. Nhậu, cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là là tới sáng. Đang, trời ơi, giống thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bắt ngồi bắt cứ lải nhải hoài. Cần á, cần nhằn hoài luôn. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Mà vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn cần nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Thì em không thích em nhậu nhẹt nhiều. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Thứ nhất rồi, thứ hai là ngủ á. Khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai luôn. Khó dậy. Khó dậy. Ngủ vậy đó. Ngủ qua ông ấy đó. Rồi nhậu rồi. Xong về có làm phiền vợ không? Cái đó tật rồi. Tật dạ đúng rồi. Hai em nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không. Alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Mà trong khi quạo đúng quạo luôn. Mình đang ngủ mà. Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu, em giữ giấc nữa. Đó, cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya. Mà mua một lần mua về mua 2-3 phần. Đó. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. Ổng ăn 2 phần. Ủa, cái tật mà nhậu em xong về khuya phần. Hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ăn vậy á. Bạn. Anh em dạ. Hai cái đầu đồng cái đám cái đầu ghê hồn luôn. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu quá đó. Đi vô trọng giống như là muốn ngủ ở trọng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng anh. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi. Réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Dạ, chỉ có gì đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em là bây giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Bớt sao không có lại. Thêm nữa? Phải bớt em nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng con trai. À đứa lớn đứa gái hả? Dạ đứa gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết đó đứa gái. Mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời ta rượu bổ. Dữ rồi, dữ rồi cái đó được đó. Rồi giờ Đạt không muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút mà. Hiền chút. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Đúng rồi đó, đúng rồi. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn cử nhử nó la lối thôi thì giờ 50-50 đi. Chứ tuần chị 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chứ chị thấy nhai từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bả nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt không, em im. Em im. Hay em im xong rồi đi. Em đi. Đi đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Nói chung là em mà đã vào công việc rồi á là em sẽ không có tính đến mấy cái vấn đề khác nữa. Rồi. Dạ. Chị thấy vậy nè, em bớt lại. Yeah. Em bớt lại cái bé nó cũng bớt lại. Yeah. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn. Yeah. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Yeah. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng nó hát em khàn giọng luôn á. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời ơi. Trăm bề lợi hết trơn đúng không? Lợi đôi đường. Nghe. Dạ, dạ. Thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Ở trong một cái phần rất là hấp dẫn nha. Dạ. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị. Ok. Chờ xíu nha cưng.